đang đến với những sản phẩm do chính chàng trai này tạo ra bằng đôi tay khéo léo của mình. Những chiếc túi tưởng chừng như bình thường nhưng nó đã trở nên đặc biệt bởi những họa tiết được vẽ lên, và đặc biệt là hoa sen, một trong những loại hoa có thể nói là quốc hoa này, rồi là mang cái tính tâm linh rất là lớn. Vậy thì trong những cái tác phẩm ở đây, em ưng ý nhất với tác phẩm nào và tại sao? Hoa sen thì từ nhỏ là em đã thích hoa sen rồi. Tại vì hoa sen nó mang một cái vẻ đẹp rất là bình dị, và nó kiểu mộc mạc và thanh khiết. Nên là đối với em, hoa sen là một nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật bất tận. Đây là hoa sen vẽ trên áo dài, khi mà vẽ lên là vẫn giữ được cái độ mềm mại của áo dài. Đẹp quá. Nhưng mà cho chị hỏi là chị mặc xong rồi chị giặt vẫn bình thường? Vẫn bình thường chị. Tại vì cái màu này là màu chuyên dụng để mình vẽ trên vải, khi mà mình giặt không bao giờ phai. Diệu Nghi, nếu như được vẽ hoa sen trên một bao nhiêu đường thì không đi, đi vào cái đường đấy làm gì cho nó khổ ra? Sao đường rồng không đi, đi chen mày má nớ cánh là sao trời? Trợ lý, chúng mình bước đi là sao? Nhây, trợ lý ơi, em tập trung vào cho anh một cái. Dạ vâng. Nếu như được lựa chọn vẽ họa tiết sen lên bất kỳ một đồ dùng cá nhân nào của mình thì em muốn. Em nổi cái này, anh nổi họ. Nó xuất hiện ở đâu? Dạ, nếu như vậy thì em chắc em vẽ lên cái ốp lưng điện thoại của em quá. Tại sao? Tại vì hàng ngày em xài điện thoại nhiều cho nên em muốn vẽ lên cái ốp lưng điện thoại cho mọi người được thấy. Và khi em cầm điện thoại lên thì mọi người lại nhìn thấy một bông hoa sen đúng dạ, không? Dạ đúng. Sao lại nghĩ gì vậy? Rồi sao quảng cáo nhỉ? Hả? Dạ vòng này vòng cuối rồi. Mọi người ơi, sao quảng cáo ạ? Trời ơi, khán giả ơi, đừng có nặng bụng nữa. Khán giả ơi, đừng có nặng bụng nữa. Còn ngoài ra thì sau khi mà xem những cái fashion show của nước ngoài á, là mỗi năm nó sẽ ra những cái bộ sưu tập mới á, thì mình sẽ cập nhật để mình theo cái xu hướng. Chúng tôi quyết định là để khép lại phần này, chúng tôi mời 3 người mẫu lựa chọn cho mình một chiếc túi đẹp nhất và đi khép quốc trên sân khấu của chương trình. Em lỡ xong rồi. Rồi, Diệu Nhi, Trà Ngọc và Long Nhật xin mời mọi người hãy chọn túi của mình và đứng ra phía trước. Tôi đòi 2, 3 bật cho tôi vào đây. Em kéo vào đây à? Rồi. Nào. Không, anh chọn cây sạc đi, anh chọn cây này rồi. Anh xin phép kéo vào đây. Anh chọn cây sạc đi. Rồi đấy. Nào. Đi cho Long Nhật đứng giữa.